Hưởng ứng chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2024, sáng ngày 18 tháng 1, câu lạc bộ An tâm TN phối hợp với Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức chương trình trao tặng 200 lọ thuốc xịt họng, 150 lọ thuốc Dapperin cho các bệnh nhân và trao tận tay 30 chiếc áo giữ nhiệt cho các em nhỏ không may mắn mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại bệnh viện, với mong muốn mang lại sự ấm áp, động viên người bệnh tiếp thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau bệnh tật, sớm được trở về sum vầy bên gia đình, người thân dịp Tết đến xuân về. Câu lạc bộ cũng dành tặng 200 lọ thuốc xịt họng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên để trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Xuân mới an vui đến mọi nhà được tổ chức tại huyện Định Hóa.